Minh Tiến và Minh Tuệ khác nhau như thế nào? Minh Tiến ăn xin, Minh Tuệ thì đi khất thực. Nói chung là chúng ta đại khái là chúng ta gọi là có một sự sự cảm mộ, cảm mến với ông Thích Minh Tuệ, chúng ta cứ cảm mến thôi, nhưng mà chúng ta không nên là sùng bái quá ông ý, rồi phá cuộc đời tu tập của ông ý. Cuộc đời của ông ấy là ông muốn là đi vào chỗ khổ hải nhất, đi vào cái chỗ bẩn thỉu nhất, đi vào cái chỗ hèn hạ nhất để tìm ra chân lý, để tìm thấy sự hạnh phúc. Tức là nó giống như cái việc mà các bạn nên nhớ rằng người ta đi tìm, đi vào những cái chỗ thấp nhất ấy để được yên thân, thì để cho ông yên thân, cũng đừng lôi kéo, đừng biến ông trở thành một cái idol, một cái ngôi sao. Như vậy đấy là đi ngược lại với lại mong muốn của ông Thích Minh Tuệ. Về ông Thích Minh Tuệ là các bạn phải biết được là ông ấy là những người mà từ bỏ hồng trần, từ bỏ cái sự cạnh tranh, ông ấy đi đến cái chỗ khổ ải nhất, cái chỗ mà không có ai ở đó, để làm gì? Để ông cảm thấy tự do, ông cảm thấy hạnh phúc, ông ấy cảm thấy cái cuộc sống của mình đấy nó được thanh thản. Chứ đừng bế ông ấy lên trên một cái sàn, một cái sàn để mà làm gì, để ông lại phải cạnh tranh với các ngôi sao khác. Đấy, đầu tiên là theo ông TV, biết đâu rồi đấy, sự nổi tiếng của ông ấy mà quá mức ấy, là bắt đầu rồi làm sao đến các cái gọi là cơ quan chính quyền, đến các cái cao tăng đấy, thế rồi dần dần là thậm chí đến cả showbiz. Bởi vì đã có sự cạnh tranh là sẽ có cái sự tiêu diệt lẫn nhau. Thế cho nên hãy để cho ông ấy được tự do, hãy để cho ông ấy ở bên dưới thấp nhất, không phải cạnh tranh với ai cả. Các bạn nên nhớ rằng là có những người nói rằng là tôi sở dĩ tôi ngồi được ở cái vị trí này là bởi vì tôi chịu đựng được cái áp lực ở vị trí này. Thế còn ông Thích Minh Tuệ vốn dĩ ông không muốn ngồi ở bất cứ đâu có áp lực cả, ông tìm đến một chỗ không có ai ngồi nữa để ông ấy được thoải mái nhất. Thế việc gì các bạn cứ phải bế ông lên trên để rồi ông tự nhiên phải trở thành một ngôi sao bất đắc dĩ, đúng không? Thế còn về Thăng Long TV thì thôi, bây giờ người Việt đấy, tôi bắt đầu nhận thấy được cái điểm mạnh của người Việt là thích nghe những cái điều nó không có thật, thích tò mò những câu chuyện nó không có thật, và thích đi vào một cái thế giới ảo. Có lẽ là thực tại nó trần trụi quá, họ không muốn nhìn, họ muốn đi vào thế giới ảo. Chung quy lại fan của ông Thích Minh Tuệ cũng đi vào thế giới ảo, fan của Thăng Long TV cũng đi vào thế giới ảo. Thế cho nên là tôi gọi đi ra ngoài này bảo nắng lắm không ra được, lạnh lắm không ra đâu, cứ chui trong chăn và bắt đầu là tưởng tượng ra một thế giới mới. Đó, phải nói là giống như cô bé bán diêm ngồi nghe Thăng Long TV này, cứ mỗi một nghe xong xòe cái lại thấy, thấy đất nước mình vô cùng hào hùng, đất nước mình vô cùng rực rỡ, quá tự hào, quá tuyệt vời. Đấy, thế vào ông Thích Minh Tuệ đây là đi vào Phật pháp của mình, trong này làm người tốt, thế tốt quá, hay quá. Thế thôi, hết ngày, đến giờ đi ăn cơm.